chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Trước hết thì cho mình xin cánh tay của những dân chơi phong độ thất thường, chúa tể caro, kẻ hủy diệt lợi tức điện. Ok, các bạn không cô đơn bởi vì mình cũng thế. Và vì khả năng giữ chuỗi rất là ba chấm nên là mỗi lần mình nhăm nhe lời giữ vững phong độ là mọi người auto comment cúc rồi, chị chấp lỗi à? Người chơi caro mà đòi lấy lỗi này. Thôi, giải thích mệt lắm. Giờ mình cứ người thật việc thật chứng minh cho người ta bất khinh thôi. Và đây, video này là một game đấu mình sử dụng điêu luyện lõi giữ vững phong độ để lên 9 sở hữu Ezio tối thượng 3 sao đẳng cấp VIP Pro. Mình khởi đầu với một cái cung, một cái đai, thêm cái găng và tướng thì đa số là 1 sao. Game tiếp tục rất là nhẹ nhàng với các lõi chất liệu bạc. Vì bài mình đang có cũng khá là xấu, sau mình ngó nghiêng các nhà một tí thì mình quyết định là lấy giữ vững phong độ để đánh logic. Nhưng mà xin giới thiệu với các bạn, lật mặt 7 Relic tông lên 2, cộng thêm 2 con Sivir nữa thì game này mình xin chuyển thành Witchic luôn. Tất nhiên là mình cũng tối ưu cung xanh cho Sivir luôn. Ngay sau đấy thì mình gặp một nhà có Lucian 2 không đồ cùng với hai tướng admin 1 sao. Cá sấu của mình cứng cáp chống chịu hết sát tương từ Lucian luôn. Để Sivir đằng sau chỉ việc ném liên tục, thế là mình dễ dàng có được chiến thắng mà không cần phải áp 4. Ngay sau đó thì một cặp Pantheon xuất hiện trong cửa hàng, mình húp luôn chứ gì nữa. Up 4 ném vào sân, thế là mình có form 3 biệt đội kẹp Relic tông 2 sao. Đội hình này chạm trán luôn một team đạo trích 2 Zeke rất chất chơi. Nhưng mà toàn 1 sao thôi nên là mình lại thắng easy. Sang nhà hàng xóm đã thấy có Sivir 2 cầm vô cực kẹp 2 vệ quân rồi, sợ thật. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Mình up 5 vội để giữ chuỗi, không cho Caro có cơ hội xuất hiện trong game này luôn. Mình cho Lee Sin vào sân để củng cố thêm sức phòng thủ cho Sivir tower gây đam. Thế nhưng mà gặp ngay nhà chơi up ca, nên là cái sự vội vàng ban nãy của mình giờ chỉ có tác dụng để cấu nhiều máu hơn của đối thủ thôi. Đau phết đấy. Shopping thì mình lấy về cái gậy với cái giáp để cho Red Tông giáp lửa vì ở nhà nó cầm sẵn cái đai máu rồi. Blitz cũng lên 2 nên là được vào sân thay Lee Sin. Xong xuôi thì mình đi check nhà xếp bài thôi. Muốn giữ cái chuỗi này thì không dám chủ quan dù một phút nào luôn. 2.5 thì mình gặp nhà Lulu siêu nhân này. Tanh móng như tờ giấy thế này thì mình búng một cái thôi là thủng quá đơn giản. 2.6 là cái round rất đáng sợ vì nó có lời nguyền mất chích trước quái. Tâm linh không đùa ở đâu các bạn ơi. Nhưng mà lời nguyền vô tác dụng vì mình có luôn TF ở cửa hàng thay chỗ Lucian gấp chứ còn gì nữa. Khiếp, thế ông Sivir lúc nãy cũng đắp cả 6 ạ, sợ thật. May là chưa có duyên. Tên này thì mình chỉ gặp nhà ngưu binh kẹp lập lăng này thôi. Lập lăng thì đã được tối ưu đồ rồi nhưng mà hàng tanh rất là mỏng nên là không thể cứu được ảo thuật ra và mình có chuỗi 5. Mình như hổ mọc thêm cánh khi mà 2.7 ra luôn một con béo vét ạ. Đập đá thì được thêm một ít tiền này, thêm một cái BF, một cái váy và sau đấy thì có cả Aurelion luôn, ảo ma Canada thật sự. 3.1 mình up level thay Velvet cầm cung xanh huyết kiếm, kẹp rồng lộn với 4 đồ sĩ vào sân, không có chỗ cho sự nhân từ đâu. Có giỏi thì mang OCV 2 sao up 6 lúc nãy đây mình cho biết thế nào lễ hội luôn. Thế nhưng mà vẫn bật vô âm tín. Người mình gặp tên này là một nhà ngoại đạo carry bằng Lucian. Ôi xa, bài này yếu lắm rồi, giờ còn ai chơi đâu bạn ơi. 2.3 là các lựa chọn nâng cấp anh hùng 2 tiền và 3 tiền. Mình thăm dò lobby một lúc thì thấy khá là nhiều nhà chơi phép nhưng mà cũng yếu yếu rồi. Đáng quan ngại thì chỉ có ông Sivir đang cháy ở trên kia là đang vật lý. Với lại mình cũng có hai hiểm họa trên sân rồi, tội gì không lấy Ramos vỏ cứng để bổ sung giáp cho team, còn dập lửa cái nhà kia để giữ vững phong độ nữa. Mình giả vờ đào đảo xếp bài một tí đến giây cuối cùng thì áp 7 để tạo bất ngờ. Ai ngờ ông kia cũng không kém cú áp 7 luôn. Chuẩn bị kỹ lưỡng đến như thế rồi mà game vẫn không cho mình gặp. Nhà đánh đạo trích 2 Zeke lúc đầu trở lại nhưng mà từ lúc đấy đến bây giờ thì bạn mới chỉ update được V2 thôi. Thế nên là lại mang qua đây cho mình cái chuỗi thắng 7. Đến 3.3 thì dấu tích vẫn tiếp tục được báo ở cái nhà up 7 cùng mình đang cháy trên kia. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Một nước không thể có hai vua. Round đấu này sẽ quyết định xem ai mới là kẻ mạnh hơn. Với 3 thần đồng cho ra máy chiếu thì người ấy không lắp vội. Mình đổi chỗ beo vest sang trái cạnh rồng để tránh bị nhận đam của Sivir sớm thì bị chiếu thẳng cả đôi luôn. Blitz và Redstone có chống chịu đấy nhưng mà với nội tại giảm giáp của Morgana thì Sivir không ngán đâu. Bên này thì beo vest cũng không phải dạng vừa. Nó có cung xanh thì nó cũng chả ngán vệ quân. Hàng tanh của cả hai bên nhanh chóng bị clear. Beo vest với ít máu hấp hối tìm đến Sivir nhưng mà cá đuối rồi. Skill cuối không đủ để kết liễu nó. Vẫn phải chờ đến đợt thiên thạch của Son thì mới hạ gục được Sivir với Gana. Nhưng mà Morgana vẫn còn đó. Khoảng bóng tối của nó kết liễu đi rồng của mình và mình nhận thất bại cay đắng. Ngay thực sự luôn. Mình mang nỗi đức này đi chợ thì lấy được cái cung để bổ sung thêm đam. Còn nhà top 1 thì không khác gì nước chảy chỗ trũng. Có hai a chốc rồi nhập thêm một con nữa thì thành đắc kin 2 sao. Khiến mình và 6 nhà còn lại đái ra quần. Trận này có vẻ căng lắm ấy. Đi chợ về thì mình thay một chút trong đội hình bằng việc là cho Samira vào phụ đam kết liễu, Sen thay vào chỗ Rickton để lấy hai vệ quân và cuối cùng là đưa lại giáp lửa cho Blitz cầm. Ngay sau đấy thì mình gặp một nhà siêu thú với khá là nhiều tướng 2 sao nhưng mà bên đấy có chiến lợi phẩm với cả hồi phục từ lõi anh hùng nên là V1 mình cân hết. Mình thua không cãi được. Thua rồi mà muốn có tiền thì mình phải đánh chuỗi thua thôi. Đúng là cuộc đời không biết lúc nào lên voi mà lúc nào xuống chó luôn.
thôi thì không rôn gì nữa, bán bớt tướng để eco 50 tiền đi. Giờ thì đánh nhau với sói để xem nó cho mình cái gì à. Úi dồi ôi, tiền, thêm một cái cung với một cái nịt nữa, lại còn tự giao gót nữa, quá là hợp lý để thay chỗ Samira. 4.1 thì mình gặp cái nhà AFK giờ đã cạn tiền ở 8 rồi, có tiếp 2 sao rồi nên là mình bị đấm nguyên nhà luôn. Đúng là mình đang cần thua thật, nhưng mà thua cỡ này thì hơi đau. Úi dồi, còn gì tuyệt vời hơn khi mà mình gần lên 8 rồi thì nó ra cái lõi khu đồ hiệu đâu, bích luôn. Xong là mình áp 8 rôn mạnh, coi diêu này mình đổi đồ luôn để hướng đến bài xạ kích kẹp thần giáp. Đang loay hoay thay tướng đổi đồ thì mình gặp nhà đạo trích chờ comeback nên là mình có luôn cái trận khởi đầu của chuỗi thắng. Sao mà đỡ được. Sang 4.3 thì mình run mạnh để hoàn thiện đội hình. Đẹp luôn, phút chót có Garen 2 với form 3 thần giáp, 2 xạ kích kẹp thêm rồng phụ đam nữa. Gặp luôn nhà CV lúc nãy cắt chuỗi mình. Mình trả được cái gì, chỉ được mỗi cái thù dai nhớ lâu thôi. Giờ thì nhà ấy mới level 7 nên là các bạn nhìn đi, Garen hóa siêu to khổng lồ, một mình chống chịu mọi sát thương. Thêm combo thảm họa thiên nhiên thì team bạn cứ phải hứng chịu cả thiên thạch với cả sóng thần cùng một lúc. Chưa hết sốc thì lại đến cung ánh sáng từ Ezreal, thế là team bạn ngủ vườn hết. Sivir gồng cơ đít lên hạ gục được Garen nhưng mà không làm gì được hơn nữa. Mối thù cắt chuỗi của mình đã được trả ở 4.3. Đi chợ thì Ezreal ngon vãi, nhưng mà tất nhiên là đếch đến lượt mình rồi. Mình chỉ nhặt được mỗi cái giáp với cả nước mắt rồi mang về nhà tiếp tục roll mạnh để ổn định đội hình thôi. Roll sạch sạch xanh thì may lại Ezreal 2 cũng chưa xuất hiện ở những đầu cuối cùng. Với cả mình cũng có thêm hai con Garen với Leona ở hàng chờ nữa. Cho siêu nhân gao của mình thêm cái thú tượng với cái dây chuyền là đẹp này. Giờ thì ai cản nổi mình đấy ạ. Mình cứ như này mà up 9 rồi. Các bạn thấy không, đam Garen còn to hơn cả Ezreal luôn mà. 4.7 là hiểm họa son. Sau khi hạ gục con rồng này thì mình có thêm một nước mắt, một hòm đồ với cả một găng. May quá mở hòm đồ có thêm cái kiếm các bạn ơi. Lắp luôn cái diệt cho Ezreal để đủ đồ carry. Ở nước mắt thì mình đập để lấy cái grid phép cho rồng phụ đam nữa. Trông gớm thế này thì các bạn cũng nghĩ là mình cứ thế ngồi rung đùi thôi cũng thắng đúng không? Không các bạn ơi, cái bọn meta vẫn là cái gì đấy ối dồi ôi lắm. Đây này, thần bài kẹp ngưu binh on top meta vẫn đấm mình vỡ mồm. Sau đấy thì mình gặp lại nhà siêu thú, thế nhưng mà nhà họ cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có full tướng 2 sao thì làm sao mà chịu nổi Garen với cả Ezreal của nhà mình. Tới 5.3 thì mình gặp nhà chơi rút xuống nhanh có hẳn 3 tướng 3 sao. Garen nhà mình stun rất là nhiều nhưng mà cũng phải nằm xuống vì bị toàn bộ carry bên kia focus vào. Thế nhưng mà thủy chiều cuộn trào của Ugot đã cuốn gần hết các tay rút xuống nhanh bên kia lại gần hơn. Đồng thời thế vội vàng thả thiên thạch clear đi vài chết. Ezreal chỉ việc dọn dẹp nốt những gì còn lại thôi. Đang muốn lên Garen 3 thì đi chợ thì nó cầm nó xét chạy vòng vòng. Thèm lắm ý, nhưng mà có bao giờ đi chợ mà mình muốn gì được đấy đâu. Rồi Garen thuộc về người khác rồi thì mình lấy gậy lốc cũng được. Về nhà thì Leona tự lên 2, mình cho rắc về hưu luôn để thêm ít máu cho Garen. 5.5 thì mình gặp một nhà đã lên 9 rồi nhưng mà không có góc lốc đẹp nên là mình không lắp lốc luôn. Nhưng mà Ezreal đã lên 2 rồi kìa. Mỗi tội là nó cầm Sojin với cả vũ điệu thì làm sao mà đủ đam. Nói đúng hơn thì nhà ông này toàn tanh thôi. Trông có speed đồ kìa, nó đúng chất bùi nhìn luôn. 2 sao cũng ách đấy nhưng mà đam chả có bao nhiêu. May là cũng clear đi được một ít chết bên này, chứ không thì cũng ra về với cái top 6 rồi. Rồi luôn, combat cuối cùng của 5 chấm thì mình gặp lại nhà thần bài ngưu binh beta ban nãy. Giờ thì người ấy đã có thêm Echo 2 nhưng mà nhà mình có lốc bạn ơi. Thần bài bay lên nào, bị lốc rồi thì nó không thể gây đam tức thì được. Any team bạn cũng khá khó chịu khi mà stun Ezreal team mình. Thế nhưng mà phía bên kia thần bài vừa đáp đất thì vô cùng khổ sở khi mà liên tục không được chơi game. Hết sóng thần từ Ugot lại đến bị Garen làm choáng. Chưa hết còn bị hất tung từ Rammus nữa. Và thế lại Ezreal chỉ cần ulti thêm một lượt đã clear hoàn toàn đội hình đối thủ rồi. Này đi meta cắt chuỗi tôi này, đã bảo là đừng gây thù chúc oán mà. Đến ra Morgana 5.7 thì mình được nửa cây lên level 9 rồi. Mở hòm mo cho thì mình lấy kiếm tử thần cho Samira. Sau đấy thì mình up 9 để roll cạn tiền. Tạm thời cứ cho phít đồ vào sân để lấy thêm CC. Mình cũng có thêm một Ugot, một Ezreal với con Garen thứ 7 rồi. Tầm này thắng thì là tất nhiên, nhưng mà mình chỉ gấp gáp roll để lên ba những con tướng giá trị nhất thôi. Mình roll tiếp và có Ugot 2 luôn. Sau 6.3 thì Robby chỉ có lại 3 nhà. Mình với 17 vàng ít ỏi roll được 4 con Ezreal. Thì bán luôn Leona với Ugot thừa đi roll tiếp. Đây rồi Ezreal thứ 7, hai con nữa rồi.
Sau đó thì mình gặp bóng nhà siêu thú đấy, nhưng mà chả có gì cản trở để mình kéo dài cái chuỗi thắng này cả. Vòng đi chợ cuối cùng đập ngay vào mặt mình là con đại diêu thứ 8 mà mình đang tìm kiếm. Nó chạy ngay trước mắt mình luôn như là đang bảo lấy em đi. Mang đại diêu về là mình điên cuồng rôn để tìm nốt con cuối cùng, bởi vì là máu của đối thủ không còn nhiều để chờ mình nữa rồi. Và đây rồi, đại diêu thứ 9. Phải đến giây phút cuối cùng trước khi vào trận mình mới mua. Tầm này không cần quan tâm tim bạn có gì luôn. Một đợt cung ánh sáng của Ezio 5 vàng 3 sao thôi là tất cả trở về cát bụi. Người anh em còn dính 5 máu vừa khóc vừa ấn nút đầu hàng. Thương lắm, cố gắng bao nhiêu mà gặp pro nắng đi kiếp này coi như bỏ rồi. Các bạn đang xem video mà cũng thấy Ezio tối thượng 5 vàng 3 sao này đỉnh của chóp thì nhớ là ấn like, thả tim, comment các thứ khen thật là nhiều cho mình sướng nhá. Đấy.